Ok, chào mừng cả nhà quay trở lại cái series game về Pokemon Go. Lại là mình đây, tôi chẳng cả nhà. Rồi, thì cho ở trên web của Niantic cả nhà, trang web của Pokemon Go đã đăng các cái sự kiện về Go Fest 2024. Thì mình đã bỏ lỡ qua các cái Go Fest lần trước, mình không tham gia cả nhà. Thì chắc đợt này tập trung sẽ đi Go Fest vào tháng 7 này. Thì sự kiện Go Fest nó sẽ đăng, nó sắp đầu sự kiện toàn thế giới luôn, nó sẽ diễn ra vào tháng 7 này cả nhà. Không biết về thì tại sao nằm để đăng sớm ta. Rồi, ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào xem các cái tin tức về Go Fest sắp diễn ra sắp tới nha, chúng ta sẽ tìm hiểu nha cả nhà. Trước khi vào video thì mình có một cái group Pokemon Go. Mình để cái link ở dưới mô tả nội dung, thì cả nhà có gì tham gia cho vui nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu nào, let's go. Rồi, sau khi mà vào leaderboard thì chúng ta sẽ có toàn bộ cái thông tin về Go Fest 2024 cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ dịch tiếng Việt ra cho cả nhà cùng xem nha. Lễ hội Pokemon Go 2024 toàn cầu nhà này thì nó sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 7 vào thứ bảy, và để kết thúc vào ngày 14 tháng 7 là chủ nhật ha, thứ bảy đến chủ nhật cả nhà, và 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều chủ nhật nè. Ok, nhưng mà như vậy chúng ta sẽ có 2 ngày nha. Thì trước đó thì chúng ta sẽ có diễn ra ở các cái thành phố khác trước cả nhà. Thì bên trang này là chúng ta sẽ có nó sẽ diễn ra vào các cái thành phố nào đây ta? Chờ mình xíu nha. Đây, chúng ta sẽ có Sendai của Nhật Bản này thì sẽ diễn ra đầu tiên, sau đó là đến Madrid nha của Tây Ban Nha, và cuối cùng là New York City của Mỹ nha. Rồi, ok, chúng ta cùng tìm hiểu xem thử là nó sẽ có cái gì nha. Đầu tiên đây là cái sự kiện mà lớn nhất trong năm sẽ diễn ra. Rồi, nghe chữ Go Fest là thấy đã kinh rồi. Chúng ta sẽ có hơn 270 Pokemon sẽ xuất hiện trong sự kiện này, đặc biệt là với các cái trang phục đặc biệt và phần thưởng vân vân ha. Rồi, thì cái vé mà đầu tiên nó được bán trong cái cửa hàng của Pokemon Go Web Store cả nhà, chúng ta sẽ bấm vào đây. Đây thì nó sẽ bán với giá là 136.280.000 đồng tiền Việt Nam. Nếu mà các bạn mua ở lần đầu tiên ở trên cái store này thì các bạn sẽ được giảm 15% này đó. Và khi mà mua cái vé này thì chúng ta sẽ được tặng thêm áo nữa ha. Và cái logo thì nó chưa được công bố này, nó có dấu hỏi cả nhà. Đây, thiết kế sắp được tiết lộ. Chúng ta sẽ có một cái nó được tặng áo, mà không biết là tặng áo trong game hay là khi mà mình mua thì nó sẽ ship áo về nhà luôn ta. Chắc là cái này mình nghĩ là tặng áo trong game. Chứ mà nếu mà giá này thì rẻ quá nha, 136.000 thì quá rẻ so với cái áo người ta thiết kế, người ta ship tới nhà ha, mà tốn kém luôn. Mình nghĩ là có khi là áo trong game. Rồi, tiếp theo đó là chúng ta sẽ xem khi mà sự kiện diễn ra thì nó sẽ có những cái bonus gì nha. Đầu tiên có các phần thưởng này, 1 giờ thính lua cả nhà, 1 giờ lua. Rồi, nghiên cứu thực địa xoay quanh các môi trường sống khác nhau. Khi mà chụp hình thì chúng ta sẽ thấy một số nhân vật đứng xuất hiện thêm khi chụp hình Pokemon nha. Tăng cơ hội Pokemon Shiny. Chúng ta sẽ có 6 cái chai đặc biệt ha, 6 cái chai đặc biệt trong một ngày. Đó là chúng ta chai Legendary, Mythical đó, các Pokemon đặc biệt nha. Thì chúng ta sẽ có 6 lượt chai luôn, hên xui nó sẽ được lucky. Rồi, nâng cấp huy chương nhà sưu tập ưu tú của bạn bằng cách hoàn thành các thử thách. Ok, môi trường sống. Chúng ta sẽ có 9 cái thẻ ha, cái thẻ đánh bốt miễn phí các bạn, 9 cái Ray Bat miễn phí ha, trứng đặc biệt 7 km. Rồi, về đặc trưng thì chúng ta sẽ có Pokemon debut, đó là Mastodon cả nhà. Bạn này như là Pokemon huyền ảo thì phải. Rồi, thì khi mà qua đây thì chúng ta sẽ có bạn này có hai hệ, đó là hệ giác đấu Fighting và hệ Ghost ha, hệ bóng ma. Wow, cái hệ tuyệt vời ha. Và cái điều đặc biệt các bạn, khi mà chúng ta mua cái vé này nha thì chúng ta sẽ sở hữu được Masado. Thì mỗi người chỉ gặp được Masado một lần thôi đó. Chúng ta có thể thu thập hoặc là hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đặc biệt này từ Go Fest, thì mỗi người sẽ sở hữu một bạn thôi. Mình không biết là có cho try hay không,
nếu mà cho chai thì nó sẽ phổ biến, còn không cho chai thì nó giống như Giga cả nhà, Giga foam à. Các cái lần sau nghiên cứu thì chúng ta sẽ được kẹo này, mỗi người chỉ được một bản Masado đó. Cái nếu mà hình đô hay là shiny, không biết là có shiny không, trong này nó không ghi shiny cái nhà, như vậy là sẽ không có shiny đâu. Rồi sẽ có một cái thử thách toàn cầu. Nếu cái này là khu vực, nếu mà chúng ta mua cái vé sớm cái nhà thì chúng ta sẽ được các cái nghiên cứu truy cập sớm các vật phẩm hình đại diện theo chủ đề Go Fashion Grow đó, thì kiểu như là nó sẽ cho chúng ta, tặng thêm chúng ta các cái trang phục. Các cái vương miện cả nhà, vương miện mặt trăng này, moon này, và vương miện mặt trời nha, quá đẹp. Rồi Zanomo, Zanmo-o, Zanmo-o debut, nó ra mắt shiny cả nhà, quá đẹp, màu hồng vàng. Hồng vàng quá đẹp các bạn. Cái màu của con nguyên bản này là nó có màu xám này, xám bạc, còn cái này là đổ luôn màu vàng luôn, cũng khác biệt ha, cũng khác biệt. Rồi Pokemon xuất hiện vào thứ bảy này, xuất hiện ngồi tự nhiên, chúng ta sẽ có môi trường sống đồng cỏ bình minh. Cái tiếng Việt nó dịch hơi vui. Chúng ta sẽ có Pikachu, Pikachu hay các bạn này. Để xem, mình chỉ có shiny Hoppip này. Rồi nói chung là còn thiếu cái nha, thiếu rất là nhiều shiny. Ngày tỏa sáng, môi trường ngày tỏa sáng thì chúng ta sẽ có Charmander, Rattini. Hai bạn này được khá là nhiều fan yêu thích các bạn. Chúng ta sẽ có Charizard shiny, Rattini shiny. Không biết thì cái đợt trước Go Tour thì mình thấy shiny khá là khó để có luôn, nhưng mà đợt Go Fest này mình nghĩ là sẽ tăng lên, tăng cái tỷ lệ shiny lên. Khủng long à. Rồi môi trường sống hoàng hôn thì chúng ta không có, là ủa cái này cũng chỉ có Pikachu rồi, thì dưới này cũng có Pikachu, vương miện mặt trăng, nhưng mà trên này cái hình nó tiết đớt, nó chưa có chính thức, cho nên là nó không có để cái hình mặt trăng, cái hình vương miện ở trên ha. Turin Emoger. Emoger đó. Để mình dịch lại cái này nha, tiếng Anh đi cho nha. Bạn này Lumine này mình chưa có các bạn. Rồi Durin này mình cũng chưa có luôn. Ok. Đêm ha, đêm bóng tối nha, đêm tối nhất gì đây, đêm bóng tối gì đây, chúng ta sẽ có các bạn này. Đặc biệt là chúng ta sẽ có Cabin. Cabin là mùa trước kia là nó là top 1 ha, top 1 PvP Great League nha. Top 1 PvP ngàn năm. Nên cả nhà tập trung sang Cabin nha. Bạn này khá là hiếm, cũng nuôi khá là khó, nên chúng ta sẽ tìm kiểu XL nhiều lên. Để PvP Mudkip này, Mudkip, Mudkip chứ mình chưa có shiny Mudkip để tiến hóa Swampert. Swampert shiny quá đẹp, màu hồng các bạn. Rồi Glacier thì như vậy, trong này click này chúng ta sẽ có PvP như là Cabin này, Swampert, Glacier ha. Ở trên này thì có Phantom, nó sẽ có Phantom PvP luôn cả nhà. Rồi hết rồi. Ở trên này thì có Rattini, mùa trước luôn, mùa mới này gần đây này, thì Rattini cũng là top PvP hệ rồng ha. Hút Snivy. Rồi ok nha, thì đây là các cái Pokemon sẽ xuất hiện ha. Rồi về sinh ra chủ nhật cả nhà, thì các Pokemon sẽ xuất hiện tiếp, đó là ha, các Pokemon Unown cả nhà. Theo vùng thì chúng ta sẽ có 4 Pokemon này. Ủa như vậy là tập trung vào ngày thứ bảy hả ta? Thì thứ bảy là Pokemon diễn ra nhiều nhất luôn cả nhà. Còn chủ nhật thì để xem. Tất cả Pokemon xuất hiện ngồi tự nhiên trong ngày đầu tiên là ngày thứ bảy cả nhà. Của sự kiện cũng sẽ xuất hiện trong giờ diễn ra sự kiện vào của ngày thứ hai. Ủa. Nó sẽ không đăng lại các bạn, như vậy là ngày thứ bảy nó sẽ xuất hiện luôn vào ngày chủ nhật luôn cả nhà. Rồi sau đó là nó cùng với các Pokemon này nữa này. Các cái Unown này chúng ta cần phải đối với những người giữ vé thì chúng ta sẽ dùng hương để thu hút các bạn.
chúng ta xây thuốc you know này. Rồi cái này cũng là bốn bạn Pokemon này chúng ta cũng phải cần có thính luôn, thính để dụ ha, dụ các Pokemon này các bạn. Rồi về nhiệm vụ nghiên cứu thực địa thì hình như là mình nghĩ là cái Masadao này phải mua vé các bạn, hình như phải mua vé hả ta? Một là mình phải mua vé để có được Masadao này, hai là nó sẽ cho kiểu như free một bạn ha, cho tất cả các người chơi trên thế giới thì mình nghĩ là sẽ free đi, mình nghĩ là chắc free đấy nha, chứ không mà mua vé thì nó hơi kiểu như là hơi kiết ha, nhìn tiếc hơi kiết nè. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có thêm năm Pokemon shiny debut nữa, đó là Emoture này, Grabrawler, rồi Grabomb Miniable, rồi Dudlet, rồi lại Swanner ha. Rồi nó sẽ có thêm năm bạn này shiny debut, cái màu khác luôn nha, cái màu khác so với lại một cái mon gốc luôn đấy. Ok, thấy ổ thun cái này nhưng mà không biết là nó sẽ tặng hay không. Đó, mình nghĩ là cái này nhiều khi là chắc là không tặng đâu. Nhưng mà nó in cái hình áo thun này luôn rồi nè. Có khi là gấu phết này những cái người chơi mua vé từ những cái vùng đặc trưng ấy thì nó mới có các bạn. Còn vé global chắc không tặng đâu ha. Ai cứ mua thì nên tiếc nó lỗ nha. Rồi, tổng kết lại có chừng đó thôi nha. Đó là 6 ha, 6 chai đặc biệt, 9 thẻ free. Rồi các Pokemon xuất hiện với lại Masado ha, Pokemon huyền ảo mới debut. Rồi, như vậy là mình đã lượt sơ qua các cái sự kiện GoFest sắp tới ha. Chúng ta sẽ có hẹn vào tháng 7 này. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video cũng như là theo dõi video. Cảm ơn cả nhà rất nhiều và hẹn cả nhà các video lần sau. Yeah, bye bye. Ok.